Chào các bạn. Sau khi các bạn mua em bé bò về rồi, các bạn buộc dây thun vào cái đầu này á, buộc xong hết tất cả. Đây, các bạn buộc hết tất cả cái đầu này vô đây. Thì các bạn phải buộc thêm một cái cây nữa. Thì mình sẽ hướng dẫn các bạn buộc cái cây như thế này. Thì cái cây này các bạn mua về nè. Đấy. Các bạn sẽ buộc vào cái này khoảng hai cây. Buộc vào vào đây hai con nha các bạn, có cây nè. Đấy, hai con. Cây nào cũng hai con hết các bạn. Đấy. Sau khi các bạn buộc xong cái này nè, buộc xong hết thì chúng ta sẽ bắt đầu mà túm lại 10 cây. 1 2 các bạn 3 4 5 6 7 8 9 10. Ok. Tùy theo cây sào các bạn làm nha. Ví dụ như các bạn làm mà nó 5 ngăn á thì các bạn làm 5 chùm, mà 6 ngăn thì làm 6 chùm, 10 ngăn thì làm 10 chùm. Như vậy thôi. Đấy, rồi các bạn buộc chùm lại. Rồi, các bạn buộc từng chùm như này. Đến chi để khi các bạn đi ngoài bán nó cảm thấy rất là được. Buộc từng chùm nha.